biển thần cờ và treo con. Hôm nay, gần 22 triệu học sinh cả nước đến trường dự lễ khai giảng năm học 2018-2019. Trên khắp mọi miền Tổ quốc đều tràn ngập không khí hân hoan chào đón khởi đầu đáng nhớ của năm học, ngày hội của toàn dân đưa trẻ đến trường. Hòa chung với không khí chào đón năm học mới trên cả nước, hôm nay các trường tại Hà Nội cũng tưng bừng tham dự lễ khai giảng. Theo ghi nhận của chúng tôi, năm nay lễ khai giảng được quy định gồm hai phần. Phần lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo tính trang nghiêm với các nghi thức chào cờ, hát quốc ca, đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Phần hội tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể, lành mạnh, ấn tượng để ngày khai trường là một ngày trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả học sinh. Lễ khai giảng ở trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam được rút ngắn xuống còn 1 giờ đồng hồ nhưng vẫn đầy đủ các nghi thức trang nghiêm của phần lễ và sự vui tươi, hứng khởi của phần hội. Kính thưa các quý đại biểu, khách quý, thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các con học sinh yêu mến. Có được ngày hôm nay, chúng ta mãi mãi trân trọng và biết ơn nhân dân thủ đô đã trao cho thầy trò chúng ta trọn vẹn niềm tin, tạo cho chúng ta động lực phát triển mạnh mẽ để đào tạo ngày càng tốt hơn nguồn nhân lực trọng yếu của đất nước. Năm học 18-19 sẽ có những thách thức mới cần chúng ta quyết tâm cao hơn để đổi mới phương pháp dạy học và xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, văn minh hơn. Giáo dục thế hệ trẻ là nhiệm vụ, là trọng trách rất đặc biệt của mỗi nhà giáo. Chúng ta sẽ cùng nhau sáng tạo để hoàn thành sứ mệnh mà nhân dân thủ đô đã tin yêu trao gửi, góp phần tích cực nhất để phát triển giáo dục Việt Nam. Từ kết quả đạt được đáng khích lệ, năm học 2018-2019, ngành giáo dục tiếp tục ổn định những hoạt động đổi mới của ngành, đồng thời triển khai thực hiện một số công việc trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, kỷ cương, nề nếp và giải quyết các vấn đề bức xúc trong dư luận, xã hội.